Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ về chủ đề trồng cây hoa giấy. Thì mình tiếp tục chia sẻ với các bạn một số thông tin liên quan đến cái việc làm cái cây hoa giấy ra hoa nhé. Tức là hai cái điều kiện cần thiết để cho cái cây hoa giấy nó ra hoa như thế nào. Để các bạn mới trồng cây hoa giấy, các bạn có thông tin tham khảo nhé. Thì ở đây chia sẻ với các bạn là mình có cái cây hoa giấy Nhật các bạn này. Cái cây này thì đã ra hoa khoảng hơn 3 tuần rồi. Đó. Và thời điểm này là đầu tháng 12. Thì hiện nay là cái cây này vẫn đang tiếp tục ra hoa các bạn nhé. Ra hoa khoảng 3 tuần nhưng mà vẫn đang tiếp tục ra hoa này. Những cái hoa này là nó ra khoảng đây cách đây 2 ngày rồi các bạn này. Đây, cái này khoảng 2 ngày rồi. Đó. Và hiện nay thì có một cái số chồi đây vẫn đang ra hoa này. Đây, chồi nhỏ nhỏ này là tiếp tục ra hoa trong những ngày tới này. Đấy, búp nhỏ nhỏ đây này. Đó. À, nói chung là cái màu hoa màu hồng vẫn rất là đẹp các bạn nhé. Hoa màu hồng rất là nổi luôn. Thì hai cái vấn đề mà chia sẻ với các bạn hôm nay là thứ nhất là cái vấn đề các bạn phải muốn nó ra hoa. Thì đầu tiên là vấn đề thứ nhất là các bạn phải để cái cây này ở nơi nhiều nắng nhé. Tại nhiều nắng thì trước khi các bạn đem ra nơi nhiều nắng ấy, thì cái cây hoa giấy các bạn chăm sóc là sức nó phải có sự phát triển là tốt rồi. Đấy, tức là sức sống nó phải khỏe rồi. Thì khi mà nó khỏe như vậy rồi thì các bạn mới nên đem ra khu vực mà ánh nắng nhiều nhé. Đó, còn nếu như cây vẫn đang còn yếu hoặc là sinh trưởng vẫn đang chậm thì các bạn chỉ nên để nơi ánh nắng một phần một chút thôi, không nên để nơi nắng nhiều quá ở thời điểm mà cây nó đang còn nhỏ và còn yếu các bạn nhé. Đó, thì cái cây nó phát triển chậm hay mạnh hay là yếu thì do cái quá trình chăm sóc của từng người đó và phụ thuộc vào cái điều kiện khí hậu này cũng như là đất đai các bạn nhé, đất đai nữa. Thì sau khi mà các bạn thấy cái cây hoa giấy của các bạn nó ra cành này, ví dụ ra cành ra lá nhiều á, đó thì bắt đầu mình sẽ chuyển ra ngoài nắng nhá. Đấy, mình đem ra ngoài nắng để cho cái cây này nó tiếp tục sinh trưởng và phát triển mạnh hơn. Đó, càng ra nắng nhiều thì nó lại càng sinh trưởng và phát triển mạnh hơn. À, sau khi mà cây hoa giấy nó đã khỏe rồi. Đó, và khu vực mà nắng nhiều thì khi mà các bạn chăm sóc với cái kỹ thuật thích hợp đó. Tức là chủ yếu là tưới nước và bón phân là chính thôi các bạn, tưới nước và bón phân là chính thích hợp thì cây hoa giấy nó sẽ ra hoa sau khoảng tầm 1 năm đến 1 năm rưỡi. Thì đối với cây của mình ở đây thì chia sẻ các bạn là mình trồng khoảng hơn 1 năm rưỡi rồi, thì nay nó đã ra hoa lần thứ hai rồi. Lần đầu thì cách đây cũng khoảng 5 tháng nhưng mà ra hoa ít lắm, ra hoa lần đầu nó ra ít lắm, cho nên là mình không làm clip chia sẻ cho các bạn. Nó ra chỉ có 2-3 cái búp ở đầu ngọn này thôi các bạn này. Đấy, cách đây khoảng 5 tháng gì đó. Đấy, nhưng mà đợt này nó ra hoa đợt 2 rồi. Đợt 2. Đấy. Rồi, thì khi mà đưa ra nhiều nắng như vậy thì nó sẽ kích thích cái cây hoa giấy ra hoa nhiều hơn các bạn nhé. Cây hoa giấy có cái đặc điểm là nó phù hợp với cái khu vực mà khí hậu nóng ẩm. Đấy, vừa nóng nhưng mà lại vừa ẩm các bạn ạ. Đấy, vừa nóng vừa ẩm. Cho nên là hoa giấy nó phát triển rất là mạnh và ra hoa nhiều. Đó. Các bạn để ngoài nắng thì hoa giấy nó sẽ ra hoa nhiều hơn và cái màu nó sẽ tươi. Đó, tươi và nó sẽ sáng hơn rất là nhiều các bạn nhá. Đó là vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là để cho cái cây hoa giấy ra hoa nữa ấy, có một cái điều kiện thứ hai nữa mà mình thấy có một số bạn hay chia sẻ trên mạng đó là các bạn phải hạn chế tưới nước. Đó, ví dụ như là ở cái thời điểm mà các bạn muốn cái cây hoa giấy nó ra hoa thì các bạn hạn chế tưới nước lại một chút. Đấy, tức là cho cái đất ở dưới gốc này nó khô tí các bạn này. Đấy, cái đất ở dưới này nó khô một chút này thì nó mới ra hoa. Còn nếu các bạn cứ tưới nước đều đặn, ví dụ như là một tuần 2 lần 3 lần đó, thì mặc dù là cái cây hoa giấy nó không có chết đâu nhưng mà nó sẽ cái thời gian ra hoa nó sẽ lùi lại các bạn nhé, tức là lùi chậm lại. Ví dụ như bây giờ các bạn muốn Tết dương lịch có hoa này hoặc là Tết âm lịch có hoa thì các bạn phải xiết nước cho nó trước đó khoảng 20 ngày hoặc là 1 tháng. Tức là các bạn hạn chế tưới nước trong vòng 20 ngày đến 1 tháng để vào cái thời điểm Tết âm lịch đấy hoặc là Tết dương lịch nó ra hoa đúng vào cái thời điểm đó thì nó sẽ rất là đẹp các bạn nhá, rất là đẹp vào cái thời điểm đó. Đấy, cho nên là một số trên mạng có một số bạn chia sẻ rất là hay về cái vấn đề là điều chỉnh cây hoa giấy ra hoa theo ý muốn cũng được. Đấy, tất nhiên là cái này còn phụ thuộc vào cái giống hoa giấy, ví dụ hoa giấy Việt Nam hay là hoa giấy Nhật này, rồi là hoa giấy Mỹ, rồi là điều kiện khí hậu của từng vùng các bạn nhé, điều kiện khí hậu từng vùng. Có một số cây thì các bạn chỉ cần xiết nước khoảng 2 tuần thôi là nó đã bắt đầu ra hoa rồi. Nhưng mà có những cây thì khoảng 30 ngày vẫn chưa ra hoa, thậm chí là hơn. Đó, là hơn, đó, tùy. Cho nên là khi mà các bạn xiết nước khoảng tầm 2 tuần trở lên ấy, thì các bạn thấy không ra hoa thì các bạn lại
xịt nước thêm, ví dụ 1 tuần nữa hoặc là 2 tuần nữa. Thì để các bạn kiểm tra xem thử là cái cây hoa giấy đó nó sẽ ra hoa như thế nào, để lần sau các bạn làm đúng cái chu kỳ của nó là nó sẽ cứ ra hoa theo ý muốn của mình các bạn nhé. Thì cái vấn đề mà xiết nước ở đây thì các bạn lưu ý là mình không phải là xiết nước tức là mình cắt nước hoàn toàn đâu, đó tức là hạn chế tưới nước thôi. Hạn chế ví dụ 1 tuần, hồi trước là các bạn tưới 1 tuần 2 lần thì bây giờ các bạn chuyển xuống 1 tuần 1 lần, hoặc là 1 tuần các bạn chỉ cần tưới khoảng một cái bát bật nước thôi, một bát nước mà chúng ta bằng cái bát chúng ta hay ăn cơm đó. 1 tuần chúng ta tưới khoảng 2 cái bát đó, hoặc là thậm chí là 1 bát cũng được. Đó, tức là xiết nước hết cỡ để cho cây nó tức tức cái gốc này lên này. Nó tức cái thân này lên, nó khô, nó nóng quá, nó tức là bắt đầu nó sẽ bứt cái nụ này lên, bứt cái nụ hoa và nó sẽ ra hoa nhé. Cái đặc điểm của cây hoa giấy là nó chịu hạn rất là tốt các bạn nhé, cho nên không vấn đề, vẫn lo cái vấn đề đấy nhé. Rồi, riêng cái cây này thì mình cũng giống như chia sẻ clip trước thì mình trồng lên từ cành các bạn nhé, tức là trồng lên dâm từ cành hoa giấy Nhật tại sau hơn 1 năm rưỡi rồi đó. Và sau khi mình dâm khoảng 3 tháng ấy, thì mình đem ra ngoài nắng luôn, tức là đầu tiên là trong vòng 3 tháng đầu tiên thì mình vẫn để ở nơi bóng râm đấy, bóng râm tức là để dưới mái hiên hoặc là ở dưới một cái tán cây nào đó, nhưng mà với điều kiện là vẫn thông thoáng gió các bạn nhé, có thông thoáng gió để cho cái cây nó vẫn quang hợp được, quang hợp ánh nắng nhẹ để cho nó ra cành và phát triển. Đó, thì sau 3 tháng là mình thấy cái cây nó ra cành và lá nhiều rồi thì mình đem ra ngoài nắng các bạn nhé. Đem ra ngoài nắng hoàn toàn luôn. Đó, trồng trực tiếp ngoài nắng luôn. Thì nó đã ra hoa khoảng 2 lần rồi. Đó, 2 lần. Rồi, ở đây mình sẽ quay cho các bạn một cái cây hoa giấy khác này mà mình đang để ở nơi nơi bóng râm các bạn. Và nó vẫn chưa ra hoa đây các bạn này. Trong này nhá, trong sân luôn này. Rồi, đây các bạn này, đấy, cái cây này thì mình đã trồng cách đây khoảng hơn 1 năm rồi, đấy, hơn 1 năm đây này. Đó, nhưng mà cây này là mình vẫn đang để dưới mái hiên, tức là dưới cái mái tôn nhà mình đó. Tức là vẫn chưa đem ra trực tiếp ngoài nắng đâu, thì cái cây này nó vẫn chưa ra hoa các bạn này. Chứ thực ra cái cây này nếu mà để trực tiếp ngoài nắng trong một thời gian khoảng tầm 2 tháng là nó có thể ra hoa. Đó, nó bứt gốc và nó sẽ ra hoa và hạn chế tưới nước nữa. Đấy. Nhưng mà hiện nay là mình vẫn chưa có điều kiện cho nên là mình vẫn đang để tạm thời trong này đã. Mình đang chăm cái cây này nó phát triển cành và lá nhiều ra cái đã, rồi sau đấy là mình sẽ đem ra ngoài nắng nha. Tức là Tết năm nay thì mình sẽ đem cái cây này ra ngoài nắng luôn. Đó, chứ không có để trong này nữa. Thì chia sẻ các bạn là đối với mình thì cái cây hoa giấy thì chủ yếu là mình trồng và phát triển lên từ cành thôi, cho nên là trong quá trình mình chăm sóc từ nhỏ đến khi ra hoa là mình đã nắm được thêm một số thông tin và cũng đã có thêm một số cái kinh nghiệm rồi. Đó, mình trồng hơn khoảng 5 năm rồi các bạn nhé, trồng trên 5 năm rồi. Đấy. Này hoa giấy Nhật các bạn này. Này hoa giấy Nhật luôn nhé. Cái này là mình mới tỉa cành này. Đây, mới tỉa cành ở đây. Đó. Cắt bên này, cắt bên này. Đó. Sở dĩ là nó vẫn chưa ra hoa là nguyên nhân là mình vẫn đang để nơi bóng râm các bạn ạ. Vẫn chưa chuyển ra ngoài. Đó. Chưa thấy hoa luôn, đấy, mới hơn 1 năm nhưng vẫn chưa thấy hoa. Đây, thì mình vừa chia sẻ các bạn về hai cái điều kiện cần thiết để cho cái cây hoa giấy nó ra hoa các bạn nhé. Đó, cái thứ nhất là các bạn phải trồng cây hoa giấy ở ngoài nắng. Đó, cái thứ hai là các bạn phải xiết nước, tức là hạn chế tưới nước vào thời điểm mà các bạn muốn cây hoa giấy ra hoa vào một cái thời điểm nào đó trong năm, ví dụ như ngày lễ hoặc là ngày Tết chẳng hạn. Đó, thì các bạn phải xiết nước cách đó khoảng 2 tuần hoặc là 1 tháng. Đấy. Cái vấn đề chăm sóc thì cũng chia sẻ với các bạn luôn, đó là ở đây thì mình cũng chỉ bón hai cái vấn đề, hai cái phân thôi, đó là phân trùng hoai và phân đạm NPK, và cách nhau là 1 tháng. Tức là cứ 1 tháng là mình bón phân trùng hoai 1 lần và sau đó 1 tháng thì mình lại bón đạm NPK. Đạm NPK thì mình chỉ cần bón một ít thôi các bạn nhé, khoảng tầm tùy vào cái cây lớn hay nhỏ. Đó, đối với cái cây của mình ở đây thì mình chỉ bón khoảng tầm 3 thìa cà phê thôi.
ba thìa cà phê đạm NPK xuống gốc thế này là xong này. Đó, còn tưới nước thì chúng ta cũng tưới một tuần là ít nhất là 2 lần. Đấy, 2 lần. Đó, bình thường là 2 lần, còn nếu các bạn muốn cái cây hoa giấy nó ra hoa thì các bạn có thể tưới một lần một tuần hoặc một lần, hoặc là hạn chế tưới nước xuống nữa. Đó, thì cho cái đất nó hơi khô chút là cây hoa giấy nó sẽ bắt đầu ra hoa các bạn nhé, bứt gốc để ra hoa. Đấy. Bứt bứt cái thân nó lên. Đấy, nó bứt nó nóng, kiểu nóng bức là nó bứt nó sẽ ra hoa. À, rồi thì mình xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn trồng cây hoa giấy thành công nhé. Đó, sau video này mà bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Đó, nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn.